bắt đầu làm quen với những dạng bài tập kiểu như thế này này, được chưa? Ở đây này, nhìn này, đi thi các bạn sẽ gặp những cái hình này rất là nhiều luôn. Tự luận cũng có, mà trắc nghiệm cũng có. Tự luận có thì chắc chắn là trắc nghiệm sẽ có rồi, đúng không? Đây, các con nhìn lên đây này. Nghe cô nói là nè. Đây nha. Ở đây này, nhìn này, có vấn đề này, có hai vấn đề muốn nói ở đây này. Một nha, vuông góc với vuông góc thì suy ra gì con? Song song, đúng không? Với cái giả thiết mà cho cắt song song, chúng ta có đến 3 nội dung. Cho cắt song song suy ra tỷ lệ, đó là Talet. Cho cắt song song suy ra tam giác mới, có 3 cạnh tương ứng tỷ lệ với 3 cạnh của tam giác đã cho, đó là hệ quả. Cho cắt song song suy ra tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho, đúng không? Tức là với cái giả thiết cho cắt song song, các con suy ra được 3 nội dung. Ở đây cô muốn nói này, nhìn lên đây. Chẳng qua cái đề này nó cho vuông góc thì suy ra song song. Thằng nào song song với thằng nào? Đúng rồi, PA song song với TL. Song song này đúng không? Cho cắt song song suy ra tam giác mới. Tam giác mới là tam giác nào? Tam giác mới là tam giác IPA, đúng không? IPA nó sẽ đồng dạng với tam giác đại cho. Bây giờ thứ tự các đỉnh nè. Tam giác đại cho là tam giác nào? IPTL, đúng không? Đây là một vấn đề. Còn khi các con học xong bài số 8 rồi, bài số 7 rồi, trường hợp đồng dạng thứ 3 rồi, đúng không? Trường hợp đồng dạng thứ 3 là góc góc. Các con sẽ nhìn cái hình này một cách rất là nhẹ nhàng. Ok chưa? Nhìn lên đây. Tam giác trên nhá. Tam giác nhỏ này, IPA, và tam giác to, ITL. Nghe cô nói này, được chưa? Hai tam giác này có hai góc vuông bằng nhau chưa? Đúng không? Hai góc vuông bằng nhau. Và có phải là có góc Y này là góc chung không? Vậy là hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Và cái phần này các bạn dùng rất là nhiều trong đi thi luôn, để ý cho cô nha. Đó, tam giác nhỏ này và tam giác to này, hai tam giác vuông này. Cái này tí nữa qua bài số 8 chúng ta học kỹ hơn này ha. Đó, vuông này, hai góc vuông này và góc Y này chung này, thì nó sẽ là đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc góc. Trong chương trình đi thi của chúng ta này, chốt lại vấn đề một câu này, nếu như mà yêu cầu tính độ dài đoạn thẳng thì cứ chứng minh tam giác đồng dạng rồi suy ra tỷ lệ, chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi, hiểu không? Đó, bây giờ để làm cho một số bạn hiểu nha, các bạn đằng sau hiểu nha, chúng ta sẽ xét tam giác gì? Xét tam giác IPA và gì? ITL, đúng không? ITL có. Có phải là có góc Y chung không? Đúng rồi, góc Y chung. Tại đỉnh Y này, tại đỉnh Y nó chỉ có một góc thôi. Cô để là góc Y, không cần phải đọc tên ba đỉnh ra đâu. Nhưng mà góc P này với góc T là con phải đọc ra. Góc IPA đúng không? Góc IPA sẽ bằng góc gì? IPA sẽ bằng góc gì? ITL đều bằng bao nhiêu độ hết? Bằng 90 độ. Chỉ cần hai góc thôi con suy ra cái tam giác IPA đồng dạng với cái tam giác ITL theo trường hợp góc góc. Để chi vậy? Để bây giờ mình lập tỷ lệ, bởi vì đây là đi tính x này, đi tính x là đi tính đoạn thẳng nè. Bây giờ nhìn này, nghe dùm cô cái nào. Chúng ta đang ở này, ở trong cái tam giác IPA là nó cho IA là bằng 9 đúng không? Nó cho PA là bằng 7 đúng không? Thì con chỉ cần lấy hai cạnh này ra con lập tỷ lệ thôi, không có liên quan gì đến thằng này, đừng làm dài dòng. Vậy là nó sẽ IA này, IA này. Thì nó sẽ chia cho cái gì? IA thì nó sẽ chia cho gì? IL. IA bên này tương ứng với IL. IA nó tương ứng với gì? IL chứ không phải là IT đâu nha. IL. Rồi bên này IA rồi đúng không? PA. PA thì bên kia sẽ tương ứng là gì? TL. Đó, cái này là tính chất của tam giác đồng dạng. Tính chất của tam giác đồng dạng. Thay số vô hay. Bây giờ bắt đầu thay này, IA bằng mấy? IA bằng 9 chia IL. IL bằng mấy đây?
Làm cho chính xác xem nào, làm đi làm lại bao nhiêu lần bài này rồi, IL bằng mấy? Chính xác, 9 cộng với. Đúng rồi, nhớ nhá. Thuần thục cái dạng này cho cô nha. Hai thằng ngắn cộng lại thì nó sẽ ra thằng dài nghe. Bằng PA. PA 7 chia mấy? TL 10. Từ đây chúng ta giải phương trình ra, chúng ta tìm x là ra đáp số, các bạn hiểu không? Hiểu vấn đề chưa? Nhớ nhá. Chốt lại một câu này, nắm cho cô cái phương pháp này. Tính độ dài đoạn thẳng là đi từ tam giác đồng dạng để lập tỷ lệ nha. Nắm cho cô cái phương pháp nha, phương kể nó mình lấy minh họa thôi. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi mà. BM bằng 5 phần 13 BC, tức là BC chia là mấy phần? 13 phần. Mình BM lấy đi 5 phần. Hay là con hiểu này, 5 phần 13 giả sử như mà nó mà 6 phần 13, 7 phần 13 là nó gần một nửa đúng không? Đúng không? Là 5 phần 13 là nó sát sát gần một nửa thôi, mình lấy minh họa như vậy thôi. Minh họa thôi mà. Mình làm sao tiếng được, mình lấy cái công thức đó, biểu thức đó mình làm là được mà. Tam giác ABC. Đúng không? Nếu như mà 6 phần 13, bởi vì 6 phần 12 là một nửa, hiểu ý cô nói không? 6 phần 12 tức là 1 phần 2 á, là nó là một nửa. Đúng không? 6 phần 13 thì nó gần một nửa, vậy thì 5 phần 13 mình lại đây một nửa thì đây mình lại né nó xíu lên trên này xíu thôi mà. Đó, đây là điểm điểm M này. BM bằng 5 phần 13, đây cô xin lỗi, BM đây, gần một nửa xíu thôi. BM bằng 5 phần 13 BC thôi. À đây là tam giác vuông, cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ tam giác vuông rồi đọc kia hết đề. Rồi. Tam giác ABC vuông tại A này, tam giác ABC vuông tại A. Vuông tại A, A này, B này, C này. AB bằng 5. AC bằng 12. Đúng không? Rồi BM sát sát một nửa thì ở đây thì mé mé lên trên này xíu thôi đó. BM bằng 5 phần 12 BC. Ở đây con có tính được BC không? Có tính được BC không? Được, tam giác vuông đồ biết độ dài hai cạnh góc vuông rồi kìa. Tính được BC, con có tính được BM không? Được, thay vô đây nè đúng không? Tính được BC thay vô đây là ra BM có gì đâu. Nói chung là mình tính được độ dài các đoạn này ha. Rồi. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BC BM bằng 5 phần 13 BC. Ok. Qua điểm M kẻ đường thẳng vuông góc với AC, qua điểm M kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại N. Vuông tại đây. Độ dài MN, tính độ dài MN. Màu mè vậy chứ có gì đâu. Thấy không? Thấy cái hình này là nó quay ngược lại có cái hình lúc nãy không? Cô nói rồi, con gặp cái hình này rất nhiều trong quá trình mình đi làm đề để đi thi luôn á. Thấy tam giác nhỏ nó sẽ đồng dạng với tam giác bự không? Tam giác to không? Đúng không? Tam giác CMN sẽ đồng dạng với tam giác nào? Đúng rồi, phải là thứ tự các đỉnh hết sức cẩn thận nha. CMN nó sẽ là CBA này. Chỗ này này con, chỗ này cái góc M này với cái góc B này là cặp góc gì á? Đúng rồi, nên là nó sẽ bằng nhau nha. Nên là chỗ nào góc đỉnh M thì nó phải tương ứng với đỉnh B nghe. Tương tự như thế, hai thằng này vuông đúng không? Tam giác nhỏ này là tam giác vuông tại N, tam giác to là tam giác vuông tại A. Nó có hai góc vuông bằng nhau rồi. Bây giờ thêm cái gì nữa vậy? Thêm cái gì nữa? C là góc chung này, thì nó sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Nhiều bài tập sử dụng cái trường hợp góc góc này lắm, để ý giúp cô ha. Nó sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc, xong lập tỷ lệ ra đi. Nhớ nha, người ta yêu cầu tính MN là lúc nào phải lôi MN ra trước nè, cho nó đỡ dài dòng lan man. BM bằng 5 phần 13 BC, tính MN. À đây tính MN, cô đưa nhầm chỗ rồi, đây tính MN là đây chứ. Đây đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta biết là tam giác nào đồng dạng với tam giác nào đây. Đọc cho cô đi nào. ABC đồng dạng với tam giác nào? N ABC mà. Ủa sao lại C? Góc C chung mà. Góc C chung với C đây thì phải C bên này chứ. NMC. Góc A bằng góc N đúng không? 90 độ. Góc B bằng góc M vì đồng vĩ. Đó, thứ tự các đỉnh nó quan trọng. Thứ tự các đỉnh mà con viết sai là con sẽ lập tỷ lệ sai, ra đáp số sai liền.
đồng giảm với nhau theo trường hợp góc. Góc lập tỷ lệ ra cho cô nào. Đầu tiên là yêu cầu, người ta yêu cầu cái MN đúng không? Làm gì thì làm lôi MN ra trước. MN đâu? MN đây này. Thì bên này phải là gì trước? MN này thì bên này phải là gì? AB. AB thì lúc nào nó mới chia cho mở. MN. MN hay NM gì cũng được nha. Đoán thẳng thoải mái đi. Bây giờ nhìn vào đây. Chúng ta còn lại AC với lại BC. Thì con làm thằng nào cũng được hết á. AC hay là BC? AC nhá. AC thì nó sẽ chia cho cái gì? AC thì nó sẽ chia AC nó sẽ chia cho N. Cái này là tính chất của tam giác đồng dạng này. Đó, viết đi cho nhanh nhớ. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra tỷ lệ đúng không? Hay bây giờ mình thay số vô cho cô này. Hay AB bằng mấy? 5 chia cho MN. MN đang đi tìm đúng không? Giữ nguyên bằng AC 12 chia cho NC. NC à, NC vậy thì NC khó rồi đó. Vậy thì đừng có làm NC mà làm gì? Lấy thằng khác đi. Đừng có lấy thằng này. NC làm không được đâu. Lấy thằng gì? AB rồi còn lại là BC đúng không? BC chia cho gì? MC. BC lúc này bằng mấy? 13. Đúng không? BC 13. Còn MC bằng mấy? Sao lại chưa có? Đúng rồi, lấy 13 trừ đi 5 này bằng 8. Đó. Đúng không? Phải khéo léo chỗ này một xíu, sử dụng thằng nào thì nó mới ra được chứ không phải là đứng không ra được đáp số đâu. MN sẽ bằng nhân chéo lên 8 nhân mấy? 5 chia mấy? Đó, 8 5 40, 40 chia cho 10 13, tối giản rồi không có rút gọn được nữa đâu. Đáp số đây. Chọn câu nào? Câu C. Hiểu chưa? Tại sao mình làm không ra? Do mình lập sai tỷ lệ đúng không? Có phải do mình lập sai tỷ lệ không? Nên các con nhá. Đó, còn đi thi này. Đi thi này để cho an toàn mà. Mình làm trách nhiệm đâu ai quan tâm mình giải sao đâu. Để cho an toàn lập hết 3 tỷ lệ ra luôn. Thằng nào xài thì viết vô, không xài thì bỏ đi vậy thôi đúng không? Lập hết. Nhưng mà đảm bảo cho cô rằng tỷ lệ đầu tiên là lúc nào cũng phải bám vào cái câu hỏi mà đề đang muốn tìm nha. Đang muốn tìm thằng nào thì tỷ lệ đầu tiên này là phải lập của tỷ số đầu tiên là phải lập của thằng đó nha. Đó. Các con nắm được phương pháp các con làm rẹt rẹt đó mà. Để đi đến lời giải nhanh nhất đó là cái hình phải thật chính xác. Đặt hết bút xuống đi, lúc cô sửa đặt hết bút xuống đi. Mình tính sai ở đâu? Hay là mình do mình suy luận chưa tới, hay là mình không hiểu đề, hay là mình không biết làm gì đó, nhìn lên đây đi. Cho hình thang ABCD, AB song song với CD. ABCD. Đây này, làm bài tập phải đúc rút ra được kinh nghiệm nha, cái thẻ giả thiết song song này nè. Được chưa? Nhiều lắm á, suy ra được nhiều lắm từ cái giả thiết này nè. Góc ADB, góc ADB. Đó, thấy này, thấy AB song song với CD bị cắt bởi một cái đường thẳng thứ ba chưa? Hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba tạo ra được rất nhiều cặp góc bằng nhau đúng không? So le trong đồng vị trong cùng phía gì đó đúng không? Đó, nhìn lên đây, góc ADB là khoanh cái này vô bằng góc BCD, BCD khoanh cái này vô, đừng có để cho cái hình của mình bị trống khó nhìn. AB bằng 2 xăng. BD bằng căn 5 xăng. Đúng không? Ta có 3 đáp án ABC là tính CD, còn đáp án D là CA, chung quy lại chúng ta sẽ tính nhá. CD và CA. Đúng không? Tính độ dài đoạn thẳng, cứ B tam giác đồng dạng ra để mà lập tỷ lệ. Nắm cho cô cái điều đó. Thế bây giờ tam giác nào chứa CD sẽ là CD gì đấy? Hiểu không? Đó, thì bây giờ nhìn vào cái hình như thế này thấy hai tam giác này rõ ràng rồi nè. Đúng không? Sắp xếp thứ tự các đỉnh cho chính xác thôi. Nhìn lên đây này, tại sao hai tam giác này đồng dạng? Tức là ADB và BCD, tại sao hai thằng này đồng dạng, thằng trên thằng dưới? Nó có một cặp góc bằng nhau chưa? Để cho tìm thêm một cặp nữa đi, góc nào?
Đúng rồi, có phải là 2AB với CD song song thì thằng này so lê trong không? Đúng không? Tập nhìn hình cho cô nha, so lê trong đủ hai góc chưa? Vấn đề bây giờ là sắp xếp đúng không? Xếp này, tam giác này, bây giờ tam giác đầu tiên viết thoải mái ABD không có cần suy nghĩ gì hết. Nhưng mà tam giác sau phải dừng lại. ABD thì bây giờ này, thấy góc D là bằng góc C, góc B bằng góc D rồi thì còn cái thằng A này là chưa khoanh đúng không? Thằng A này chưa khoanh thì bên tam giác này thằng nào chưa khoanh? Thằng B. Bên này thằng B, một hai gạch thì bên kia sẽ là D đúng không? BD gì? BDC. Hai tam giác này có đó, tam giác đầu tiên con viết thoải mái đúng không, không cần quan tâm. Nhưng mà tam giác sau con viết là con phải để ý vào vị trí của tam giác trước, thứ tự các đỉnh của tam giác trước thì nó mới đúng được. Chậm thôi, viết đúng chỗ này thì lập tỷ lệ nó mới đúng được. Được chưa? Rồi bây giờ này có này đúng không, góc D đúng không, tức là ADB, tức là góc ADB, ADB bên này là ADB thì bên kia sẽ là gì? A, D, B thì bên kia sẽ là C, D. Cái này là giả, giả thiết. A, B, D, A, B, D đúng không? A, B, D thì bên kia sẽ là gì? Đúng rồi, thứ tự như vậy luôn. Vì sao hai thằng này bằng nhau? So lé chồng đó. Suy ra đúng rồi, đồng dạng với tam giác theo trường hợp. Được chưa? Bây giờ suy ra tỷ lệ là suy ra thằng nào? Bây giờ đang đi tính thằng CD đúng không? CD là phải suy ra CD này, CD là bên kia phải gì? Phải suy ra CD trước thì bên kia tương ứng sẽ là gì? BD thì bên này phải là BD, tam giác nào viết trước là con phải viết cạnh nó trước nha. BD chia cho gì? DC đúng không? Tức là CD á thì nó sẽ bằng nè. Lấy đi BD rồi thì ở đây sẽ còn AB và AD, thì trên hình cho đã cho gì rồi? Trên hình cho AB đúng không? Thì cái AB thôi, AB thì bên kia sẽ là gì? Đúng rồi, B BD. Cái là nó xa chứ có gì đâu. BD, bên này là AB thì bên kia sẽ là BD nghe. Cái này là tính chất của tam giác đồng dạng. Cô hiện tại chúng ta không biết thi theo hình thức nào hết nên cứ làm theo tự luận cho tốt đi. Tự luận tốt thì chắc chắn là trắc nghiệm sẽ làm được không? Hay, bây giờ mới bắt đầu thay số vô. Hay. Đọc số cô thay nào, hay gì? BD bằng mấy? Căn 5 chia CD chưa biết giữ nguyên bằng 2 chia căn 5. Từ đây CD sẽ bằng mấy? Căn 5 nhân căn 5 chia mấy? Căn 5 nhân căn 5 bằng mấy? Bấm máy là nó ra thôi, bằng 5. 5 chia cho 2 là bằng mấy? 5 phần 2 tức là 2,5 á, đúng không? 2,5 á. Có đáp án nào ra CD bằng 2,5 không? Không có đáp án nào ra CD bằng 2,5 hết đúng không? Đây này, câu A này không phải câu B này, câu C, ba câu này là ra đáp số của CD. Không có câu nào ra bằng 2,5 hết, có nghĩa rằng chúng ta sẽ chọn câu D, chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ, hiểu không? Đỡ mất công tính thêm một bước nữa. Đó. Còn bây giờ muốn tính CA thì con lập CA đâu? Được chưa? Bây giờ muốn tính CA, cái này đề nó gài mình cái CA là phải vẽ lên đây này. Được chưa? Đó, phải chứng minh hai tam giác đồng dạng nữa, nhưng mà chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ. Ba câu có CD không câu nào đúng thì chắc chắn là sẽ chọn câu của D rồi. Đó. Bây giờ bắt đầu mới định hình lại tại sao mình làm không ra ha. Sai chỗ nào? Đa phần là các bạn sẽ bị sai chỗ này này. Cô nói này, thứ tự các đỉnh nha, hết sức quan trọng, được chưa? Sai một đỉnh thôi, chỉ cần sai một đỉnh thôi sai hết cả bài luôn. Chắc chắn ha. Đó, nên là thứ tự các đỉnh viết cho chính xác vào đi. Nếu như mà các con thi trắc nghiệm á, các con chỉ cần viết tam giác nào đồng dạng với tam giác nào rồi con lập tỷ lệ, chắc đâu có cần phải quá trình làm này dài dòng đúng không? Đúng không? Con chỉ cần viết tam giác nào đồng dạng với tam giác nào thôi, nên là thứ tự các đỉnh cố gắng sắp xếp cho nó chính xác. Đó. Đây, hình thăng vuông ABCD góc A bằng góc D 90 độ. Hình thăng vuông là nó là như thế này đúng không?
góc A này, góc D này, A B C D, A B C D, đúng chiều chưa? Bây giờ BC vuông góc với BD này, DC này vuông góc với BD này. Mình đừng có đặt nặng quá về cái vấn đề vẽ hình, đúng không? Minh họa thôi mà. Vạch vào đây một cái dấu vuông cho cô là được. Hình thang vuông này góc A và góc D bằng 90 độ, tức là tất cả cái giả thiết là con biểu diễn hết lên trên hình. Còn đừng có đặt nặng về vấn đề phải vẽ cho chính xác hình, đúng không? Chúng ta thi trắc nghiệm mà. Cái hình rất quan trọng ha. BC vuông góc với BD. AB bằng 4. CD bằng 9. Độ dài BD bằng 6. Tốt. Thấy tam giác nào đồng giảm với tam giác nào chưa? Đúng chưa? Đây, hai tam giác nhỏ này đúng không? Thì tam giác nhỏ bên này là tam giác vuông, tam giác nhỏ bên này cũng là tam giác vuông, là có một cặp góc rồi. Tìm ra thêm một cặp góc thứ hai nữa. Thằng nào? Hình thang mà AB song song với CD này đúng không? Nên thằng này với thằng này sao? Sao lại trong? Đúng không? Hình thang mà tứ giác có một cặp cạnh đối song song này, AB song song với CD. Hay nói một cách đơn giản hơn này, đây là hình thang vuông này. Đó, cùng vuông góc với AD thì AB với ADC song song thôi. Có rất là nhiều cách để chúng ta suy luận, đúng không? Cứ nhớ là tính độ dài là đi ra từ tam giác đồng dạng để lập tỷ lệ nhá. Nói miết thôi. Bây giờ đọc thứ tự các đỉnh cho cô xem nào. Tam giác nào bây giờ chúng ta cắt bớt những cái khúc không cần thiết nha. Chúng ta đi làm theo hướng trắc nghiệm này. Chúng ta chỉ cần ghi thằng nào đồng dạng với thằng nào thôi. Chậm lại một xíu nè. Nhân. Thằng nào đồng dạng với thằng nào nhân. Tam giác đầu tiên chúng ta đọc thoải mái. Nhân ABD nó sẽ đồng dạng với tam giác của góc ABD. ABD là góc A 90 độ. Thì bên này thằng nào 90 độ? B, đúng không? Bên này góc B thì nó sẽ là góc D. D, DC đồng dạng cái trường hợp gì đây? Góc góc. Suy ra cái gì đây nhân? Bám cái này, suy ra tính BD là phải suy ra BD đầu tiên này. Suy ra gì? Suy ra BD đầu tiên. Tính cái gì là suy ra cái đó đầu tiên? BD trước. BD phần gì? Ủa đâu ra vậy? BD thì phần gì? Tầm bậy tầm bạ không à? Bằng chúng ta lấy cạnh nào đây? Lấy đi BD rồi, sẽ còn lại là AB với AD. Thì bám lên trên hình á, AB với AD chúng ta lấy thằng nào? AB chia cho gì? BD. Nhớ nha, lập tỷ lệ á là cạnh của tam giác bên này chia cho cạnh của tam giác bên này sẽ bằng cạnh của tam giác bên này chia cho cạnh của tam giác bên này. Nhớ chưa? Bây giờ thay số vô cho cô nào hay nào. BD chưa biết đúng không? Để nguyên, BD chia cho DC bằng mấy? Đọc cho cô đi nhân. Bằng BD, BD chưa biết. Đang đi tính BD kìa. Nhân kéo lên, suy ra cái gì? Từ từ. BD nhân BD mà ra 2 BD hả? Anh học hành chúng đó hả? Thì đi ngược đi. Lấy các bốn cái đáp số đó, coi đáp số nào nó đi đồng dạng với tam giác MBC thì ra đáp số thôi, đừng có đi đọc đề đến đâu vẽ hình đến đó. ABC cân tại A, nhớ là cân tại A nha, để mà còn sử dụng giả thiết đó để mà chứng minh được đó. Trên cạnh AC lấy điểm M, né mấy cái trường hợp đặc biệt ra, trung điểm trung đồ ra ha. Đó, trên cạnh AC lấy điểm M. Đó, lấy một cái điểm M đây, trên cạnh AC lấy điểm M. Trên đoạn BM lấy điểm K, vậy là phải nối B với M. Trên BM lấy điểm K, tương tự như thế nên né thằng trung điểm ra. Sao cho góc BCK, BCK kể nó đi. Miễn làm sao đề cho sao thì biểu diễn lên trên hình vậy. BCK là cái góc này.
nó bằng cái góc ABM, ABM, ABM là cái thằng này, chỗ nào bằng nhau cứ ký hiệu giống nhau đi, nó to nó nhỏ gì kệ nó không quan trọng. Đừng có ngồi mà cứ hả mất thời gian trau chuốt ký hình làm chi đúng không? Vẽ thằng này nhỏ xíu được, biết làm sao cứ vẽ thằng này ký hiệu thằng hai thằng này bằng nhau để tí nữa mà làm là được. Đừng có ngồi trau chuốt ký hình. Công số 1, tam giác MBC, tam giác MBC sẽ đồng dạng với tam giác nào? M đâu rồi? MBC. MBC. Đó, MBC là cái thằng này. Đồng dạng với thằng nào? Đi xuôi khó lắm, đi ngược đi, đi từ đáp số ra đi. Bây giờ test thử câu A nghe. MBC có đồng dạng với MCK hay không? Câu A này, MCK này. Cô bày cho cách làm này, nhìn lên đây đi. Lúc cô sửa thì nhìn lên đi bay. Cái tội mà lúc cô giảng không thèm nghe, đến hồi cô gọi đâu có biết làm đâu. Bây giờ chúng ta đi xuôi đúng không? Đi từ đáp số ra thử con này, coi thử bây giờ MBC có đồng dạng với MCK không này. Bây giờ nhìn này, M đâu, MBC là cái thằng cô tô này, còn MCK này. Có phải góc M bằng góc M, có phải góc M chung không? Nhìn ra chỗ này không? Góc M chung nha. Đang đi ngược nghe, MBC này, MBC là có lọt hẳn cái góc M này này, còn MCK nó không có cái góc M này này đúng không? Góc B bằng góc C, MBC là cái góc B này, MCK là cái góc C này, tức là cô gọi B1 với C1. B1 với C1 có bằng nhau không? Rồi nhìn lên đây cho cô. Cô biết là các bạn đa phần là các bạn cứ đi bám vào hai cái thằng này nè. Cô biết các bạn cứ đi bám vào hai cái thằng bằng nhau này nè. Đúng không? Dở rồi. Tam giác ABC cân, vậy có phải là góc B lớn sẽ bằng góc C lớn không? Đúng không? Vậy thì bây giờ cái góc B1 này nè, có phải là lấy góc B lớn trừ đi cái góc B2 này không? Đúng không? Còn cái góc C1 này có phải là góc C lớn trừ đi góc C2 không? Mà có phải là B2 với C2 bằng nhau không? Suy ra B1 với C1 bằng nhau chưa? Hiểu không? Nói lại nhá. Đúng chưa? Tam giác ABC cân là suy ra góc BC lớn bằng góc C lớn, chỗ này hiểu đúng không? Mà góc B lớn này, mà góc B lớn này chính là bằng góc B1 cộng với B2 đúng không? C lớn chính là bằng C1 cộng với C2. Chỗ này hiểu chưa? Mà có phải để cho B2 nè bằng C2 không? Vậy thì có phải suy ra B1 với C1 bằng nhau không? Hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? B1 với C1 bằng nhau nè. Đó, nó có góc M chung nè. B1, C1 bằng nhau, vậy nó đồng dạng với nhau chưa? Quá hợp lý luôn chứ còn gì nữa. Đây nè, góc M chung này, thứ tự các đỉnh á. Quan trọng là thứ tự các đỉnh thôi. Đó, còn góc B này bằng góc C này, ok. Góc C với góc K không cần quan tâm. Hai góc là được mà. Hiểu chưa? Đó, lanh vào. Câu 2 này, vẫn là cái giả thiết này nha, vẫn cái đề này nha. Câu 1 là tam giác nó đồng dạng với tam giác nào nha. Như sang câu 2 này. Tính MB nhân MK. Được chưa? Rồi, mày không biết làm đâu, nhìn lên đây cô chỉ cho. Nhìn này, tất cả nó đều có phương pháp hết. Khi nào mà tính độ dài đoạn thẳng nha. Tính độ dài đoạn thẳng là đi từ đâu hè? Nãy mới làm xong bao nhiêu bài luôn. Tính độ dài đoạn thẳng nãy giờ đi từ đâu Nguyễn Hiếu? Đi từ tam giác đồng dạng để lập tỷ lệ. Nhớ cho cô phương pháp nha. Đi từ tam giác đồng dạng để lập tỷ lệ nha. Phải có tam giác đồng dạng lập tỷ lệ là sẽ tính được đoạn thẳng. Còn lúc nào mà thấy á, cô đảm bảo với các con đi thi phải mấy câu kiểu này. Được chưa? Khi nào mà thấy mà tính kiểu này này, tính một cái tích kiểu này này. Tính một cái tích kiểu này này. À, giả sử như có phải là chúng ta lập được cái tỷ lệ như thế này nhá. Là khi chúng ta nhân chéo lên là nó sẽ xuất hiện cái tích không? Đúng không? Vậy là muốn có được cái tích này là cái thằng này với thằng này nó phải ở hai vị trí, một thằng trên một thằng dưới. Thì nó nhân chéo nó lại thì nó sẽ ra cái thằng này. Mà muốn ra được thằng này cũng vậy, muốn có một thằng trên thằng dưới đi từ tam giác đồng dạng, đi từ tỷ lệ của tam giác đồng dạng. Thì tam giác nào lúc nào nó cũng sử dụng kết quả của thằng này hết. Đúng không? Đây. Câu A mới chứng minh được hai thằng này bằng đồng dạng với nhau, suy ra này. Ở đây có MB và MK đúng không? MB này, đây, MB này. Đó, và MK này là cái thằng này. Siêu dễ luôn. MB đúng không? Thì bên kia sẽ chia cho gì? MB thì bên kia sẽ chia cho gì? MC. Muốn có MK bên này thì bên này phải là M gì? Đúng rồi, muốn có MK thì bên này phải là MC. MC thì
MC thì từ khác nó sẽ chia cho M, MK. Có phải là từ đây nhân chéo nó lên suy ra MB nhân MK, MB nhân với MK nó sẽ bằng gì? Đúng rồi, MC nhân MC, MC mũ 2. Hiểu chưa? Nắm được phương pháp, tất cả các bài toán con nói với con rồi, con không tin. Rất là dễ luôn ha. Chọn câu gì? Chọn câu C, MC mũ 2. Hiểu chưa? Phương pháp vẫn rất là quan trọng nhá. Đúng chưa? Muốn tính độ dài đoạn thẳng đi từ tỷ lệ của tam giác đồng dạng. Muốn tính cái tích này cũng đi từ tỷ lệ của tam giác đồng dạng. Bài mà nó khó là nó sẽ không có câu 1 này, mình không biết thằng nào đồng dạng với thằng nào hết. Nhưng mà nó đã cho câu 1 rồi, qua câu 2 rất là dễ ha. Ghi đề, vẽ hình và làm. Câu A, tam giác ABC không nói gì thêm thì vẽ tam giác có một cạnh ngắn và cạnh dài cho nó dễ làm, đừng có vẽ tam giác cân. Tam giác cân nó hay dễ bị nhầm, vì sẽ có những khi chúng ta chỉ suy đoán thôi ha. Có các đường cao BD, đường cao là lập tức chỗ này phải vuông ngay, lập tức ký hiệu ngay BD và CE. CE lập tức ký hiệu vuông ngay đó, bởi vì trong cái trường hợp hai tam giác đồng dạng cái góc vuông nó rất là quan trọng, đúng không? Cắt nhập tại H, M là giao điểm của AH với BC, M là giao điểm của AH với BC, vậy là kéo dài AH xuống M. Đây, vấn đề nó nằm ở chỗ này. Cô đã cho từng nói thời gian rồi, làm được lúc cô sửa nghe này. Lớp 7 học rồi. Ba đường cao của tam giác thì đồng quy tại một điểm, đúng không? Trong tam giác ba đường gì nó cũng đồng quy tại một điểm hết, ba đường trung tuyến cũng đồng quy tại một điểm, tức là cùng cắt nhau tại một điểm á. Ba đường phân giác, ba đường cao học bài đó chưa? Hay là không nhớ gì thì nhìn lên đây. Ba đường cao của tam giác sẽ cùng đi qua một điểm. Ở đây người ta cho BE, cô xin lỗi, CE và BD cắt nhau tại H rồi, đúng không? Hai đường cao cắt nhau tại H rồi. Nhìn này, hai đường cao nó đã cắt nhau tại H rồi. Vậy nếu như mà có một cái thằng nào đó đi qua H này, thằng đó sẽ là đường cao thứ ba, đúng không? Tam giác của ba đường cao mà, hiểu không? Ba đường cao của tam giác sẽ cùng đi qua một điểm, điểm đó người ta gọi là trực tâm của tam giác. Ở đây người ta đã cho hai đường cao BD và CE cùng đi qua cắt nhau tại H rồi. Vậy là nếu bây giờ hạ từ A xuống mà đi qua H thì chắc chắn AH phải là đường cao thứ ba. Chỉ có AH đi qua, AH phải là đường cao thì nó mới đi qua điểm H được, đúng không? AH phải là đường cao thứ ba nên chỗ này phải vuông, nó mới ra vấn đề. Rồi bây giờ khúc sau các bạn làm tiếp. Chọn câu đúng. Bây giờ nó không cho đề đúng không? Đề không cho tam giác nào mà bây giờ đáp án nó nằm trong câu A, B, C, D, đúng không? Thì bây giờ sẽ chọn đi thực, đi ngược. Tam giác HBE, tam giác HBE có đồng dạng với tam giác HCD không? Tiếp thử thôi. HBE đâu? HBE là cái thằng này đúng không? HCD là thằng này. Hai góc H vuông chưa? Rồi, hai góc H vuông chưa? Ra hai góc H này H. Cô xin lỗi, hai góc H này bằng nhau chưa? Đối đỉnh. Đúng không? Rồi. Thứ tự thôi, quan trọng là thứ tự các đỉnh thôi, góc B với góc C có bằng nhau không? Chưa biết, kiểm tra lại đi, góc E với góc D có bằng nhau không? Có, nó chỉ cần hai góc là được rồi đúng không? Nó chỉ cần góc H bằng góc H bên này, góc E bằng góc D bên này, còn góc B thì chắc chắn nó sẽ bằng góc C rồi đúng không? Đó, câu A đúng. Nhưng mà trong câu A lại có cả câu gì nữa? Câu C. Đúng không? Câu C cũng có câu A đúng nè, kiểm tra luôn cả câu B nữa chứ, không cả lời câu C thì sao? Hiểu không? Câu B đó là tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE. Đáp số là câu A, vậy câu B nó sai chỗ nào? ABD là tam giác vuông ở trên này, bây giờ cô gạch thêm bên này đó. ACE là tam giác dưới này. ABD và ACE có đồng dạng không? Góc A này có bằng góc A bên này không? Có, góc A chung mà. ABD có góc A chung, có góc A chung mà. Góc B bằng góc C không chưa biết, nhưng mà góc D có bằng góc E không? Có, góc vuông, câu này đúng mà. Vậy chắc cô đưa nhầm đáp án rồi, câu C đúng không? Câu C, cô đưa nhầm đáp số rồi, câu C đó.
Đó, các con muốn coi thử tam giác nào đồng dạng, đúng không? Các con test thử các đỉnh các góc nó bằng nhau hay không là nó ra thôi. Đi ngược. HDE đâu? HDE sao bằng 90 độ được? HDE là cái góc này mà. HDA thì nó mới là 90 độ, còn HDE nó chọn câu nào? CD. HDE sẽ bằng góc gì? Câu D, con nói câu D là HDE nó sẽ bằng HAD, vì sao? Vì sao nó bằng HAD? Chọn khẳng định sai. À rồi, cô nhầm rồi. Đó, đúng rồi. HDE bằng HAD. Bây giờ mình test thử xong chưa? Các bạn làm xong chưa? Rồi cho các bạn làm. Ủa là sao? Ủa HDE đâu ra bằng 90 độ hả? Góc AMB và câu B, góc AMB bằng 90 độ là chắc chắn rồi này, đúng không? Nếu chúng ta suy luận được thì góc AMB nó sẽ bằng 90 độ góc này này. Đó, chỗ này nó sẽ vuông. Nó sẽ là câu A, câu B, câu C hoặc câu D, nhưng mà vế trái của nó đều là góc HDE hết. Thì bây giờ kiểm tra thử HDE coi thử nó bằng thằng nào. Đi ngược đi, đi từ đáp số ra đề bài đi. Muốn chứng minh các góc bằng nhau, coi thử các tam giác đó có đồng dạng với nhau hay không. Bởi vì các tam giác đồng dạng thì sẽ suy ra các góc tương ứng bằng nhau. Đó, phương pháp của nó sẽ là như vậy. Xong chưa lớp ơi? Đi từ câu này nè. Tam giác HBE đồng dạng với tam giác HCD đúng không? HBE, HBE là có phải suy ra có góc B này không? Đồng dạng với tam giác HCD thì có phải góc B đó bằng góc C này không? Thấy chưa? Cô tô đây này, góc B này này. Có phải bằng góc C này không? Đi từ cái này nè. Đúng không? Thế bây giờ giả sử như muốn chứng minh góc HDE bằng góc HCB, coi thử góc HDE có đồng tam giác HDE có đồng dạng với tam giác HCD không? HBE đâu? HDE. HDE đây đúng không? Có đồng dạng với HCD không? Hai tam giác trên, tam giác dưới này có đồng. Nào câu A nào. Coi thử tam giác này có đồng dạng không? H tam giác chứa góc HDE chính là tam giác HDE và tam giác chứa góc HCB chính là tam giác HCB. Bạn nào làm được nào? Thôi câu này cô cũng không ép đâu, bạn nào làm được thì làm nào. Hai tam giác này có đồng dạng không? Nếu như mà hai tam giác đều đồng dạng thì suy ra hai góc tương ứng rồi, cô hướng dẫn nghe. Bạn nào nạp được thì nạp này, câu này nó cũng hơi khó một chút xíu. Câu này là nó rơi vào cái đề thi tự luận của trường trường Lương Thế Vinh. Năm kia hay năm ngoái, năm kia hay sao, cái năm mà có cái anh Đình á, các bạn có biết anh Đình không, Trần Đình á, Lương Thế Vinh á, Lương Thế Vinh đúng rồi, năm đó của cái anh đó thì á, là Vinh á, anh Vinh gì đó, Vinh thằng Vinh nhỏ nhỏ lùn mà lắm mồm ấy, đó cái năm đó đó, đúng rồi, cái đề thi này của cái năm đó đó, thấy chưa, đó, nên là các con cứ yên tâm làm tất cả các bài tập đưa ha, nó đa dạng, làm xong rồi đi thi được rồi, nhìn lên đây. Bạn nào làm được thì làm nhé, không làm thôi câu này cô cũng không ép, nhìn lên đây nha. Bây giờ chứng minh hai góc này bằng nhau đúng không? Thì trong chương trình ta học, thì chứng minh hai tam giác đồng dạng đi. Vì hai tam giác đồng dạng là nó sẽ suy ra được các góc tương ứng bằng nhau. Nhưng mà nó hơi lằng nhằng cái chỗ này nè. Rồi HDE bằng HCB đúng không? Tam giác HDE và tam giác HCB này. Chắc chắn là nó sẽ là kết quả của thằng câu 1 rồi, tam giác HBE này, tam giác HBE này, HBE đồng dạng với tam giác HCD. Câu A nhé, tam giác HBE đồng dạng với tam giác HCD. Nên có phải là con suy ra được cái tỷ lệ HB chia cho HC sẽ bằng HE chia cho HD. Đó là cái tính chất của tam giác đồng dạng đúng không? Cô hay nói từ cái tỷ lệ thức này con sẽ suy ra được các tỷ lệ thức. Trong đó có một tỷ lệ thức mà chúng ta hay dùng nhất, đó là lấy tử chia tử, nó sẽ bằng mẫu chia mẫu. Cô sẽ lấy HB chia cho HE, nó sẽ bằng HC chia cho HD. Để chi vậy? Để này, thay chân tử này, tử của nó là HB với HC này, HB này với HC này, có phải nằm trong tam giác HBC không? Đúng không? Dưới mẫu này, HE với HD này, có phải nằm trong tam giác HED không?
khi con đã có được hai cái cạnh này rồi và cộng thêm cái góc này nó bằng cái góc này nữa, bằng không? Hai góc hát bằng nhau không? Đối đỉnh á. Thì hai tam giác này HBE và HED nó sẽ đồng nhạc theo trường hợp cạnh, góc, cạnh, chính xác góc xen giữa luôn. Hiểu vấn đề không? Hai tam giác này sẽ đồng nhạc với nhau, suy ra hai góc tương ứng bằng bằng nhau. Câu này tương tự như thế, làm như thế đúng không? Test từ hai tam kiểm tra từ hai tam giác đồng dạng hết. Thôi được rồi, dừng ở câu này đi, câu này dừng đi. Bữa nào mà gần thi thì bạn nào ấy thì cô nói lại ha. Rồi sang câu khác. Đó. Cô xem chắc nó giống cái bài lúc nãy á. Nó giống bài lúc nãy á con. Rồi cô xem nào. Câu nào dễ dễ hơn chút xíu nhé.